làm cái tội gì vậy? Ông Mừng thì chỉ mà vô duyên nữa. Trời đất ơi, tôi đi ngoài đường vô mà tôi tưởng bà đang thọc huyết heo trong nhà này đó. Người ta đang tập hạt mà đứa nội hững mà tự nhiên vô làm nó mất hững à. Hững cái gì? Bà đó bị bệnh cao máu nó không lo, cứ nhảy cà tưng giật 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 kiểu này hả? Có ngày đứt mạch máu não đó, nằm im một đống đó. Tại sao suy nghĩ đâu? Ông là chuyên môn là trù eo người vừa có không à? Tôi biết chưa trơn á. Cái này là tôi tìm cơ hội mà cơ hội tới rồi. Cơ hội gì? Cơ hội tới cho vợ chồng mình rồi. Như gì đây? Ông coi cái quảng cáo này làm biệt liền. Ừ. Từ từ tôi mở cho ông coi. Ừ. Ông biết như rửa là ông mới biết tôi là chịu khó đến cỡ mô. Đó, ông đọc đi. À. Quảng cáo đấy đi. Tôi chết rồi, tôi không có đem cái kiến ở đây. Thôi bà đọc tôi nghe được rồi, mới đi làm về mà còn bắt đọc báo rồi mệt quá bà ơi. Đọc cho ông nghe ý. Ừ. Ban nhạc Thunderstorm với lối trình diễn sấm sét gồm những ca sĩ trẻ đẹp mà già dặn tay nghề. Trời ơi, ca sĩ trẻ mà già dặn tay nghề. Sao mà khéo quảng cáo không biết. Mệt quá nghe nè. Ban nhạc mà trong suốt thời gian qua đi đến đâu cũng được đồng bào săn bắn rất là nồng nhiệt. Trời đất ơi, ban nhạc mà làm như là cọp bèo sao là săn bắn vậy bà? Lồn thôi. Sáng đỏ rất là nồng nhiệt. Tôi là hứng khởi quá, tôi đọc không lớn. Sáng đỏ rất là nồng nhiệt. Đã từng công tác với các vũ trường lớn ở quần cám, hợp cùng giang ca sĩ Hùng Hầu rất nổi tiếng, hầu như chưa ai biết tới. Trời đất. Nổi tiếng mà không ai biết tới nữa. Không ai biết tới mà cũng muốn cá. Ngộ quá. Mệt ông quá, tôi kề kìa mà tá, kề tá đi. Nghe đọc cái này. MC duyên dáng lưu loát có thể đứng nói một mình hàng tiếng đồng hồ dù biết là không có ai nghe. Cái này hay rồi nha. Giáp đứng có cái tiếng đồng hồ mà không ai nghe mà cũng làm được là hay rồi. Có nhiều người cả gan như vậy đó. Đặc biệt này, nhận đi show trong và ngoài nước giá cả dè dàng chỉ có 250 đô trong nguyên một bát kẹt trình diện không hạn chế thời gian muốn diện bao nhiêu thì diện. Tôi nghĩ cái bàn nhạc này đổi tên đi, cái Thunderstorm không có đúng nghĩa đâu. Tôi kêu anh chế đổi mắt mở chứ mà đổi tên răng. Trời ơi, trong ngoài nước mà đi có 250 đô á, vừa ba ca sĩ vừa ban nhạc, tôi nghĩ chắc ban nhạc này là work for food đó bà ơi, chứ không phải Thunderstorm. Ông cũng nói kìa, vui biết cố hầu quá nè. Nghe mày cái niêm mày biết kìa. Ừ. Đâu rồi, kiếm mô nói chuyện đấm hơi lắm à. Trời ơi, chứ bà kêu bà nãy rồi bà đọc tôi toàn mấy cái tin tầm bậy tầm bạ không à. Cái tiều tôi lo bây giờ là kiếm cách nào để kiếm ra tiền trả tiền nhà nè, mấy cái bill credit card của bà shopping mua xe. Thôi đủ rồi, chỉnh video đó tôi mới biểu ông nghe cái tờ báo này. Nghe tiếp đi. Tôi thấy hai cái chuyện này đâu có liên quan gì tới nhau đâu. Đang không. Nghe nè. Cần công tác nữ ca sĩ trẻ đẹp biết hát hay không không thành vấn đề. Đó là vấn đề đó. Trẻ đẹp biết hát hay không thành vấn đề. Ngộ quá. Nhìn tôi cái điện thoại đó. Làm gì? À, lấy đi, lè lên. Bà tính hỏi giùm ai vậy? Tôi hỏi cho tôi. Trời đất. Tôi hỏi cho ba ông lật nhất tình. Tôi biết là tự nhiên rạch quá đi hỏi tìm cái gì hả? Có bệnh không vậy? Bệnh chứ. Bà không có đọc kỹ hả? Người ta nói là cần nữ ca sĩ trẻ đẹp. Trẻ đẹp, bà biết không bà? Trời đất ơi, bà vậy mà. Cái gì vậy? Trời ơi. Ông nội tôi xấu hả? Ông nội tôi già tôi xấu lắm hả? Nhìn cái tướng bà là lên xuống dưới rồi. Đủ nói cho mọi người biết tất cả rồi, đâu cần tôi phải nói. Ông á, tôi nói thiệt, ông là con người cái ông mà răng mà sống mà vợ chồng mà ông vô hầu lắm. Ăn rồi mà cứ đi bạn đựng vờ không à. Tôi nói cho ông nghe, ông là có cái tính mà được voi đòi tiên á. Được vô đòi tiên không? Tôi á, tôi quyết định rồi. Chuyện này á, tôi quyết định tôi theo ban nhạc thôi. Được rồi. Bà muốn theo cái ban nhạc work for food gì đó thì tùy ý bà. Nhưng mà tôi chỉ khuyên có ý kiến thôi. Bà chỉ nên hát khi nào cần thiết thôi. Cuối cùng ông mình nhìn ra chân lý, đi hát là number one phải không? Ừ. Ý kiến tôi sẽ chấp nhận, xin ý kiến của ông liền. Ừ. Nói đi, hát lúc mô. Thì bà hát lúc nào mà khách người ta nhậu say đó, không muốn về đó, thì bà hãy lên sân khấu nghe không? Răng rửa. Thì bà hát xong rồi ta đứng tự động đứng dậy đi về, khỏi cần chờ nhà hàng ta đủ chứ chi. Ông đúng là
thằng quê mùa tới thằng lúa là từ trên xuống dưới là lúa 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 chứ mà lúa. Vậy mà lúa. Trời ơi, tôi nói cho ông biết, vàng sự khởi đầu nan. Lúc đầu á, bao giờ cũng có khó khăn, mình phải chịu khó thôi, phải không? Nhất nghề tinh nhất thân vinh mà ông biết chứ hết à, nhất là cái nghề ca hát đây nè, phải kiên nhẫn mà được. Cái đó thì đúng, nhưng mà đúng với bà, à, 20-30 năm về trước á thì đúng, còn bây giờ muộn rồi honey. Ủa, tôi không trẻ à, tôi không đẹp à? Bà đúng rồi, nay bà trẻ lắm, ở tuổi 50 như bà vậy được như vậy là cũng trẻ lắm đó bà. Ông là giỏi mắt hồng không? Ông không thấy hả? Ông thấy người ta là ca sĩ, người ta lớn tuổi, người ta vẫn đi hát điều điều, người ta đi show điều điều thôi. À, sao mà bà so sánh người ta được? Răng không? Người ta đã tạo cái tên tuổi người ta lâu rồi, ha? Bây giờ khán giả đã yêu thích và bây giờ vẫn yêu thích họ, nên họ hát. Cái vấn đề tuổi tác là không thành vấn đề. Còn bà... Tôi răng! Còn bà tưởng tượng coi, bà lên sân khấu, người ta sẽ giới thiệu bà. Kính thưa quý vị, sau đây là một tiếng hát của một nữ ca sĩ đã có tuổi mà chưa có tên. Thì ghét không? Bà nghĩ sao? Phải không? Phải chắc tôi chết quá. Vô duyên à. Chị sợ mình không có tài thôi. Chứ đừng có sợ người ta không phát hiện cái tài của mình. Bà có tài gì? Tài chứ tôi bỏ hết á. Nhưng mà tôi nói thiệt, ông trong cái nhà mới việc thôi. Cái tài cảm tôi bị vui dập. Ai gì vậy bà? Ông dạ, tôi nói xin lỗi ông. Tôi hả? Ngoài cái tài mà tôi còn bị làm thơ, tôi bị lắm thơ, tôi bị buộc. Nhưng mà tài vì ông nó cũng buồn và chẳng chưa, tôi không muốn mừng thiệt. Bà thì nhiều tài lắm, nhưng mà tôi còn có cái bà chưa nói. Bà chưa biết á. Cái gì tôi không biết? Không biết mắc cỡ. Mắc cỡ chứ. Trời ơi, tôi nói ông nghe, Mỹ này, Mỹ mà không con đi hút rác nữa, mắc mỡ chứ mắc cỡ. Thà bà đi hút rác đi, người ta không có cười bà. Còn bà đi hát á hả? Người ta không chẳng những cười bà, ta còn cười ở đầu tôi nữa nè. Mắc mỡ chứ cười vô đâu ông? Mà cười mà ông có thấy là cười vô con mắt ông, chứ mắc mỡ chứ cười vô đâu ông? Mà ông buồn quá, mắc mè con mắt ông vượt đi. Bây giờ đó, là tại tôi phải tiện thân bằng con đường này thôi. Ông bà mình nói, nhất nghề tinh, nhất thân vinh, tôi phải chọn một trong những cái tôi thích. Bà đó, bà quyết định chọn một cái nghề thì phải đúng cái năng khiếu của bà, nghe không? Điều này là ông nói là ngay chấp. Đó, ít nhất là ông phải mở mang cái đầu óc ông ra cho vợ con nhà dễ thợ sĩ. Tôi phải chọn thôi. Mà tôi là có hai cái năng khiếu mà tôi yêu thích nhất á. Cái gì? Một á, là tôi phải làm ca sĩ. Và hai nữa đó, là tôi phải làm thi sĩ. Bởi vì ông nghe người ta nói không? Là thi sĩ nghĩa là ru vì gió mơ theo trăng và thơ thần cùng mấy. Và để hồ mà treo ngược anh thấy. Thôi được rồi, tôi nghĩ bà làm thi sĩ tốt hơn. Rồi, nói cho riêng là tôi biết lẹn coi thơ của tôi là phải không? Không có, nhưng mà có lỡ lén nghe bà hát. Trời ơi, em đi xấu dễ sờ luôn tè, người ta hát mà lẹn coi tè. Ông ạc ghê mà ông nghe tôi hát lúc vui vậy. Bị hôm qua đó, lúc bà hát trong phòng tắm á. Ôi trời ơi, mà ơi, vô hầu chứ tè. Tôi hát có phòng tắm mà ông nghe tôi hát. Ông hát tại gì không? Hôm qua tôi hát bài chứ ơi. Trong phòng tắm, tắm không đóng cửa mà còn hát bài trộm nhìn nhau. Trời ơi. Ôi thế đúng rồi, trời ơi. Ông nội tôi mình nhớ. Mày chỉ bàn túi đó. Còn mấy người đó, mấy người bạn đó thích tôi hát bài đi lắm, tôi phải giật thôi. Chứ ông muốn nghe tôi hát lại cho ông nghe đi. Đói khi anh trôm nhìn em. Thôi, đừng. Ông thích tôi hát cho ông nghe. Đừng, tôi sợ bà hát rồi, tôi đâm ra thù ghét cái bài luôn. Chúng chiên đồ đai khác, trọng vắng nghe. Thôi, đừng, tôi đừng, để dành đi bà. Để bữa nào tôi mời xúc lộ ba dê tôi về nhà chơi thì cũng đó. Rồi tôi kêu trời ơi, việc giới thiệu vờ ghế à. Rắn mà xúc lộ ba dê ông người tiện miệng mà ông rắn ông Việt nhà Việt Nam. Thích về Việt Nam lắm. Vậy hả? Bị trong hãng á, trong sở nó cứ đi tôi hoài à. Thấy không? Để bữa nào tôi mời nó về cho nó nghe bà hát một bữa để trả thù. Tôi dòng muốn ngỡ ông chết liêng á. Dòng muốn chết liêng.
biết gì hết trơn hết trời à. Như hôm tuần rồi nè, kể cho nghe. Chuyện hôm gì? Tuần rồi á, là tôi đi dự sinh nhật ở bên nhà bà bàn tuổi á. Trời ơi, không biết lúc đó khuya rồi tôi mệt còn chết luôn á. Còn nghiệp không? Sao mà tất cả mọi người á là cứ giao là yêu cầu tôi hát luôn à. Rồi bà có hát không? Có. Thôi. Đất lắm. Trời, giờ ngoài người ta vỗ tay rừng ở đó mà chết. Chắc người ta tử mà diễn hài cái gì. Người ta vỗ tay là vì cái gì? Cái dòng ca của tôi chứ diễn hài chứ. Vỗ lúc nào? Thoại câu nghe dư thừa. Tôi hát xong người ta vỗ tay. Bà hát xong thì người ta mừng quá. Vỗ tay đúng rồi. Ui, bà nó cũng vỗ. Bởi vì nhưng mà hát thêm bài nữa. Hát gì vậy? Bà hát một bài hát dở rồi. Hát chi cho nhiều vậy? Ông mở miệng ra cái là chế bái vợ con. Mở miệng ra cái là chế bái vợ con. Xin lỗi ông á. Tôi không biết sao nên là ông có tiện thân được không? Tôi không biết chứ ông cha rồi mà ông rong khó tỉnh quá. Bà, mình già rồi. Mình phải kiếm cái nghề gì làm ăn cho nó làm hoàng, thấy không? Đừng có mai tụ nhà người này, mốt tụ nhà người kia, ca hát tối ngày. Đâu có lòi ra tiền đâu. Hả? Đã vậy, còn bon chen, bắt tôi cà thẻ mua cái đàn piano này về nè. Không biết một nốt nhạc á, cũng bài đăng. Răng biết tôi không biết. Bà biết nốt gì? Răng biết. Chơi piano là phải biết nhạc chứ. Nói với vô lý à. Bà biết nốt gì? Tôi biết cái nốt xí nằm ở giữa đi. Giữa bà hay giữa tôi? Nằm giữa dòng ông rồi. Bởi không, con người mà không trí thức là nói chuyện đó là không trí thức. Vô trong nhà mà thấy cái đàn piano là biết gia đình sáng cả liền. Ông thấy không? Tôi làm như rửa để mặt mày của chồng tôi nở ra. Nở to như ri nè. Ông chê mở miệng, chê. Nói như ông chắc mấy ca sĩ, nhạc sĩ chắc chết đói hết à. Người ta là còn trẻ, còn tràn đầy nhựa sống. Ha? Họ vừa hát nè, vừa nhảy nè, vừa quay cuồng nè. Còn bà nhảy hồi á, té lòi bán họng bây giờ. Bà làm gì? Trời ơi, ông mở giùm tôi đi. Mấy cái cánh cửa ở trong ốc ông mở một cái đi. Mình phải biết lượng sức của mình chứ. Tôi biết mà. Thay vì người ta vừa hát, người ta vừa dạy á. Còn mình á mà sợ tẻ đó thì ôm cái micro đi nè. Làm gì? Mà lắng lồn gì đất đi. Đó, lắng lồn mà quăng quài với đi nè. Mắc mỡ chứ mà tẻ. À, tôi thấy cái vụ quằn quại là lê lết cái đất đó. Đúng là nghề của bà. Xin lỗi ông á. Tôi nói thiệt cho ông nghe nè. Tôi mà không tiếc mày cái đấy là tôi đi mua lửa rồi. Tôi nói với ông nghe nồi cái vấn đề mà hát không á. Là tôi đã so sánh kỹ lắm rồi. So sánh dòng ca của tôi đâu có thua dòng ca của Ý Lan đâu. Mà tôi nhảy cũng đâu có thua Linh Đa Trang Đài. Đúng rồi. Bà cái gì cũng hơn họ lắm. Nhưng mà còn cái bà hơn họ xa lắc xa lơ à, bà chưa có nói đó. Hơn cái chi nữa? Cái tuổi. Tuổi tác bà tôi nghĩ họ bắt không kịp đâu mà. Tôi nói thiệt với ông, tôi chán ông quá rồi. Tôi chán ông dữ lắm rồi. Đàn ông chỉ mà ù ù cạc cạc không biết chỉ là nghệ thuật bởi rửa đi làm hàng bấm thẻ biết là phải rồi. Mình yêu nghệ thuật thì mình phải tôn trọng nghệ thuật. Ha? Còn như bà làm nghệ thuật á, tôi nghĩ người ta sẽ thù ghét nghệ thuật luôn chứ không phải là... Ông á, chỉ được lần cãi là bàn ra, đụng truyền cả bàn ra. Lúc bố ông chê hết à. Không bao giờ mà khuyến khích vợ con mừng cái chi hết á. Bà đó, đúng là đồ dâm ơn bạc nghĩa rồi. Gì? Tôi á, cản không phải cho bà đi hát á, là người ta giúp đỡ rồi bà. Trời ơi, biết không? Xin lỗi ông á, ông đừng có ếm tai tôi nữa. Tôi ở trong nhà này bao nhiêu lâu rồi. Tôi bị ém dữ lắm rồi. Tôi này thiệt ông, bây giờ tôi quyết định rồi. Năm 2000 đó là tôi phải vùng lên thôi. Tôi nói cho ông nghe, tương lai của tôi là tôi phải tự chọn lựa cho cái tương lai của tôi. Tôi không thể nào tôi sống trong cái căn nhà mà quá sức là đột ngột mà ngột ngạt như gì được hết á. Còn tôi đó hả? Tôi thà chết dinh hơn là sống nhục. Mà cái chi? Bây giờ tôi ra khỏi nhà này, cho bà ở lại bà sống với cái sở thích của bà đi. Cái nơi thì tùy ông. Ha, ông muốn đi đâu thì ông đi. Ha, nhà có đường có xe. Ha, ông nhớ ông đi, ông cứ đi. À, nhưng mà nhớ một tháng gửi tiền về cho tôi đóng tiền nhà là được rồi. Còn lâu đó,
Bà ráng đi hát với cái ban nhạc quốc phơ phút gì của bà đi, bà kiếm tiền thì trả tiền nhà. Được rồi, ông cứ đi đi. Còn tôi á, bà coi như là tôi người quá cố đi. Ông đi đi, ông đi đi, ông đi cho khuất mặt tôi đi. Nhưng mà tôi ngại cho ông biết nha, tôi quên đến cho ông biết nha. Sau gì? Này mà tôi mà có nổi tiếng á, ông đừng có hòng mà trở về cái nhà này nữa chứ. Đi thì đi luôn nè, một đi là không trở lại đi chứ à. Bà nổi tiếng, bà có nổi tai tiếng thì có đó, bà ở nhà đi. Cảm ơn ông à. Đi đi, mặt thì ghét à, mừng cái chi cũng được à. Đi đi, đi cho khuất mắt đi. Ông tưởng nó không có, ông cũng không mừng được cái chi hả? Xin lỗi ông à, ghét à. Tìm tương lai tươi sáng, tìm tương lai huy hoàng. Mẹ mất cái kiến nó không thấy. À, hello, à tôi đây, à tôi là ai hả? Oh xin lỗi em sorry, à, tôi đây à, tôi là Mông Quỳnh, à, tỉnh hoài tới đó hỏi là tôi muốn vào trong ban nhạc để hát đó, phải xin lỗi phải đây là ban nhạc của Four Foot, à phải thân tôi sẽ tròn không? Chết mẹ rồi, băng nhạc giải tán rồi hả? Ôi trời ơi! Anh ơi! Sao sao quá vậy cha nội? Tới rồi nè, anh em mình chịu khó chờ một chút đi, thế nào mấy cổ cũng ra đây à. Đàn bà con gái thì ở đâu không có, tụi gì phải chờ đợi. Không thấy anh em mình lội qua làng bên cạnh nè, bên đó nhiều lắm. Thôi ở bển à. Già không à, mấy cô bên này trẻ hơn, hấp dẫn hơn nhiều. Vậy thôi anh ở đây chờ mấy cổ đi, tôi kiếm bụi cây nào làm giấc, buồn ngủ quá trời đi nè. Yên chí đi, thấy mấy cổ á, tôi bảo đảm là anh tỉnh như sáo cho coi. Thôi đi cha nội ơi, anh mà thấy gái là con mắt nhắm hiếp lại. Cô nào mà cũng khen đẹp hết trơn, tôi còn lạ gì mấy cô gái nhà quê này nữa. Phèn không à. Thì gái quê mới dễ dụ chứ, gái thành phố hả, có nanh hết trơn rồi, dễ gì mà dụ được. Thôi đi, tôi không có ham đâu. Anh nói vậy chứ, anh mà gặp con nhỏ này nghe không, tôi bảo đảm với anh là nước miếng của anh sẽ chảy, nuốt vô không kịp. Bộ người cổ không có tắm chắc chua lắm hả? Không phải, tôi muốn nói là cặp giò kìa. Cặp giò làm sao? Trắng lắm hả? Trắng thì đã đành rồi, mà nó còn dài, sao? Thôi, đừng có ham. Sách vở có nói rồi, trường tốt bất tri lao, có vợ dài đòn tốn hao sức khỏe. Chết cũng còn được,
tốn hao mà ăn thua gì. Ủa kia kia, đó đó, gì, lấy cổ gì? Ra rồi kìa. Trời ơi đẹp quá anh ơi. Mày bây giờ tôi nói anh nghe nha, bây giờ tụi mình núp sao, núp vô đây nghe không, núp vô nha. Sao kỳ vậy? Gì kỳ? Nãy anh nói là muốn gặp mấy cổ, bây giờ mấy cổ ra rồi á thì biểu núp làm sao? Trời ơi thì để bất thình lình hai anh em mình xông ra một lượt, tấn công một lượt mới vui chứ. Coi chừng đó nghe, đừng có ý ý à. Gái quê không có nghĩa là hiền lành dốt nát đâu nghe cha nội. Công trình tụi mình ăn học bấy lâu nay mà còn sợ mấy con nhỏ nhà quê này hay sao? Anh á, có sợ á thì để một mình tôi cho, tôi chấp hết. Vậy là tôi đứng ở đây chờ chờ, gì? Chờ lôi xác anh về ha. Khi dễ thằng này quá vậy ta. Được rồi, anh chống con mắt lên coi tôi nè. Chống con mắt lên coi anh, chống gậy về. Chị em hên thiệt đó, bữa nay không có thấy con dê già nào ra đây phá đám hết trơn á. Đỡ mất thì giờ, hy vọng bữa nay chị em mình về sớm nha. Nè 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 mấy chị ơi, mà lỡ mấy thằng chả có tới á, có nói gì á thì nói, các chị cứ để em xử cho. Đó, đó, thấy chưa? Thấy gì? Cái cô em Trường Túc đó. À thấy rồi, mà... Mà sao? Coi bộ không có hiền đâu nghe. Tôi đã nói là cứ để tôi, anh đừng có lo. Tôi đâu có lo cho tôi, lo là lo cho anh kìa. Rảnh quá ha, ai cần anh lo. Họ nước Hồ Tây vừa trong vừa mát, đường chợ bưởi lâm cát dễ đi. Em ơi trang điểm mà chi, để cho anh phải hò. Để cho anh phải sớm đi tối về. Chà chà, làm bộ ngó lơ ha. Lâu lâu rồi mới ghé nhà tôi mà bày đặt ngó lơ hả? Tới chừng tụi này bỏ đi rồi thì đừng có chạy theo năn nỉ nghe chưa. Họ lăng quăng bướm đậu chéo khăn, em đừng dùng tính. Em đừng dùng tính lăng quăng mà bướm bay. Họ mặt bướm bay, khăn chưa dính phấn, chứ khăn chưa dính phấn hỏi ai che cười. Bộ cô em muốn dính phấn lắm ha. Muốn thì nói thiệt đi, anh giúp cho. Ba cái thứ phấn rẻ tiền đó, có cho cũng không có thèm đâu. Quý trời, cô dám chê anh em mình rẻ tiền kìa. Thôi dẹp đi, coi thử ai ấy chồng cho biết. Từ từ, từ từ, đừng có nóng, nghe tôi nè. Họ trai phong lưu chẳng lo ấy vợ, gái quê mùa mới sợ ấy chồng. Khuyên ai giữ phận cho đồng, chọn nơi xứng đáng. Họ chọn nơi xứng đáng,
chỉ hồng mà xe. Tưởng đâu mình có giá lắm hả? Đàn ông đàng hoàng đứng đắn thì khó tìm, chứ cái thứ đàn ông ăn no rồi đi ghẹo gái thì quý giá gì. Trời ơi, ba cái thứ đó hả, đầy dãy ngoài đầu đường xó chợ kìa. Trời ơi. Nè nghe nè. Họ chứ đàn ông như thể lá đa, chứ rụng đi vài lá chẳng là bao nhiêu. Chứ quê em người đến dập dìu, dù anh chê bỏ họ, chứ dù anh chê bỏ cũng còn nhiều người thương. Cái này nhẹ không muốn muốn nặng không? Được rồi, nghe tôi nè. Họ ơi, đời anh đơn độc xưa nay, một mình một bóng chẳng ai đón mời. Nhưng gặp em bỗng thấy yêu đời, muốn mượn khuôn đúc lấy, muốn mượn khuôn đúc lấy một người như em. Họ chứ trong anh mặt mũi phương phi, tưởng không quan lớn cũng thì nhà nho, nhưng nói năng chẳng phải học trò, phải chi anh khỏe mạnh. Chứ phải chi anh khỏe mạnh, đi chăn bò có ly hơn. Trời đất ơi, dám biểu anh em mình đi chăn bò kìa. Cái thứ khố rách áo ôm mà không biết thân, bày đặt ngó leo hả? Để tôi... Nè, bình tĩnh, đừng có nóng. Họ... chớ thấy áo rách mà cười, những giống gà nòi lông nó lơ thơ. Xin đừng ăn nói bâng quơ, lời ngay ý thật chứ nói cho rõ ràng. Quý trời, cậu nói xong chổng cái phao câu vô mặt anh kìa. Quê quá đi, phải trả đủ đi chứ. Được rồi, để tôi, dám bị mặt tôi ha, nghe nè. Họ ơi, chưa đi chưa biết miền quê, đi rồi chỉ muốn quay về cho xong. Bởi cô con gái nhà nông, suốt ngày cứ phải họ ơi, suốt ngày cứ phải chống mông lên trời. Họ chứ ai ơi đừng có ngạo đời, từ đâu lại đến buôn lời khinh khi. Bởi do nông vụ ra tới kỳ, mong em mà không chồng họ, chứ cái mong em mà không chồng thì lấy cái gì anh ăn. Nhẹ không được mà nặng cũng không xong, giờ tính sao đây? Đừng có lo, người ta nói đẹp trai không bằng trai mặt mà. Cứ bình tĩnh, dùng tình cảm đổi chiến thuật. Nè cô em ơi, hồi nãy giờ tụi anh thử cái tài ăn nói của cô em, thấy cô em lanh lợi, anh cũng có lòng thương mến. Thiệt vậy đó cô em à, anh mà nói láo hả, cho anh làm chồng theo hầu hạ em suốt đời đi nha. Nè trái bồ hòn trong tròn ngoài méo, trái thầu đâu trong heo ngoài tươi. Gặp nhau thì ngoài mặt nói cười hao, trong lòng gươm giáo, giết người nào hay phải không? Trái dưa gan sọc dài sọc vắng, bông rau đắng trong trắng ngoài xanh. Anh thương em nên đắp lũy xây thành,
chừng nào em tự giận á, anh mới đành đành kiếm ma hai. Tự giận là phải rồi. Có chồng mà suốt ngày cứ thả rong theo gái nhục nhã quá thì tự giận chết cho rồi, chứ sống làm chi. Nè nghe đây nè, trâu bò thì có 5-7 loài, mạnh yếu cũng tùy con. Đàn ông mà cái tướng béo tròn, nói cho xương miệng chứ sức còn bao nhiêu. Nè cưng, đàn ông cũng 5-7 loài, hay dở cũng tùy người. Đừng tưởng anh yêu sức mà em cười, con ông kia có bay lớn à. Con ông kia có bay lớn mà chích vô người cũng tê. Chứ em nào đâu dám cười chê, ai hay ai dở chẳng hề hấn chi. Nhưng dầu gì anh cũng nam nhi, chứ đâu phải sâu bọ mà đi bì với con ông. Quý trời, trời đất ơi, con chửi anh em mình là sâu bọ, là con trùng kìa. Chuyện như vậy mà anh nhịn được hả? Cho tao luôn đi. Cổ chửi anh chứ bộ chửi tôi hèn sao mà biểu tôi tới luôn. Ê nè 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 cô em, cô chửi tôi đó hả? Đâu có đâu, trời em đâu có chửi anh đâu. Vậy là cô chửi tôi? Không. Ủa vậy chứ cô nói ai là sâu bọ? Tôi nói hai người luôn. Trời đất. À, cái con nhỏ này dữ thiệt ha. Bữa nay Thạch Xanh gặp chàng rồi. Rồi sao? Để anh coi. Thạch Xanh chém chàng nè. Ôi, đồng của em thì thiếu cây dư nước, rừng của anh thì thiếu nước dư cây. Hai đứa mình đây như chài với cối, anh lỡ yêu nàng thì vào lối nào đây? Chứ công cha nghĩa mẹ ơn thầy, nuôi cho khôn lớn tháng ngày xót xa. Nếu chưa báo hiếu mẹ cha thì kiếm nơi nào đã, thì kiếm nơi nào đã rút ra để chui vào. Trời đất ơi, đó anh thấy chưa, càng nhịn của càng làm tới, cho ăn thua đủ luôn đi. Anh cứ chỉ giỏi suối không à, có ngon thì ra tay trước đi. Bộ anh tưởng tôi sợ hả? Nè 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 cô em, đừng có thấy qua thương mà làm tới nghe chưa. Nãy giờ hai anh hỏi gì thì em mới trả lời thôi. Chẳng lẽ em không trả lời là lại mang tiếng là hỗn hào. Vào giường hai quả cao non, anh thấy em giòn. Muốn kết nhân duyên, hai má lúc hai đồng tiền. Càng trông càng đẹp, càng nhìn đi càng ưa. Anh đã có vợ con chưa? Lời ăn tiếng nói cho đưa ngọt ngào. Mẹ cha anh đến nơi nào mà lo đi xảo à, tào lao chứ ít lợi gì. Em mà nghe anh nói nè, mẹ cha đã sớm ra đi, giờ anh chưa có con thì bé thơ. Hôm nay nó chết ngay đơ rồi, anh đâu có đất muốn trông nhờ đất em được không? Em đây số phận nghèo hèn, chỉ còn một mảnh đất phèn, nó hơi xa nha. Đất em lồi lõm ổ gà, nhưng chôn cha anh nó còn được à, chứ huống là chôn con anh. Nè, tôi nhịn cô hết nổi rồi đó nha.
Em trả lời lịch sự quá. Có gì đâu mà anh nổi nóng dữ vậy. Tôi thì hết lịch sự với cô nổi rồi. Đâu, thằng nào đâu? Thằng nào vũ phu đến đằng bà đâu? Thằng nào đâu? Thằng nào? Thằng nào? Thằng nào? Chạy, 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 chạy